Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Vâng, thưa quý vị, lần thứ hai ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 thì tay đua Trần Tuấn Kiệt của Dopagang Đồng Tháp đã có thể ra dấu hiệu chiến thắng ở đích đến ở chặng 8 từ thành phố Thanh Hóa về thành phố Vinh, Nghệ An. Rất nhiều những diễn biến kịch tính đã diễn ra ở chặng đua này với một lộ trình không quá dài, và tập thể Đồng Tháp là một lần nữa có được thành công thứ hai, và đó là chiến thắng chặng thứ hai của họ. Họ đã làm điều đó như thế nào, chúng ta hãy cùng xem trong chương trình Vua Nước Rút ngày hôm nay. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Phòng thủ không có nghĩa là giữ cả hai ekip với 14 tay đua để bọc xích, bảo vệ áo vàng, áo xanh. Có một cách khác để phòng thủ là chủ động tấn công. Khác với chặng 7 dùng quân kéo đàn đông dẫn đến hao mòn thể lực, huấn luyện viên Lê Thành Liêm đã lấy công bù thủ trong chặng 8 với việc cho các tay đua trẻ trong đội gạo Hà Ngọc Trời An Giang tấn công đi, để những tay đua chủ lực trong áo tập đoàn Lộc Trời An Giang được dưỡng sức. Người đang làm đầu máy kéo vào lúc này là tay đua mang số 37 Ali Khademi, và tiếp sau đó là lượt kéo của Nguyễn Tuấn Vũ. Huỳnh Thanh Tùng cũng đang có mặt trong nhóm này cùng với Trần Lê Minh Tuấn, rồi Hà Kiều Tấn Đại. Khá nhiều tay đua mạnh đang có mặt ở trong top 1. Như vậy là theo thông tin chúng tôi cập nhật được đến lúc này thì top 1 đã tạo ra được 18 vận động viên và có được khoảng cách 1 phút 30 giây so với đoàn đông ở phía sau. Top đầu có số lượng vận động viên đông và nhiều tay đua mạnh, đủ sức để đưa nhau về đích trong tình thế An Giang không làm việc ở top sau. Nhưng Trần Thanh Điền của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama lại là người làm việc bắt top. Vì sao vậy? Trong top đầu, tất cả các đội mạnh đều có quần số ngang nhau. Nhưng xét từng quan lực lượng, Nguyễn Minh Việt của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama có lẽ không vượt trội hơn về đường đeo khi so với Trần Lê Minh Tuấn của GSB Đồng Nai, Lê Ngọc Sơn của tập đoàn Lộc Trời An Giang và Nguyễn Quốc Bảo của Dược Domesco Đồng Tháp. Vì thế, huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt không mạo hiểm với phương án này mà vẫn muốn chọn Igor Frolov là mũi đánh áo vàng chủ lực. Ở phía sau thì chúng ta đang thấy động thái lôi kéo từ phía Vinama Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với tay đua Nguyễn Minh Việt đi cùng với Lê Ngọc Sơn và cũng như là Trần Lê Minh Tuấn thì đây là một thế không cân bằng. Chúng ta cũng thấy trong top này thì các tay đua của An Giang vẫn đang thi đấu và liên tục ngoái lại phía sau để theo dõi động thái của top sau. Như vậy là ở trong top sau chúng ta đang thấy rằng bắt kịp với nhóm vận động viên đang đi đầu. An Giang không chỉ tấn công một nhịp mà dồn dập nhiều nhịp. Sau khi bị bắt lại, tận dụng đoạn tăng tốc ở Sprint 2 tại huyện Quỳnh Lưu, Phạm Quốc Thiện của gạo hạt Ngọc Trời An Giang kéo ra top đầu gồm nhiều tay đua trẻ, cùng chung mục tiêu giành chiến thắng chặng, tiếp tục giúp các tay đua chủ lực dưỡng sức ở phía sau. Vận động viên của gạo Hàng Ngọc Trời An Giang có mặt ở trong nhóm này là vận động viên mang số đeo 36 Phạm Quốc Thiện. Vẫn đang là sự đồng lòng đến từ các tay đua ở trong nhóm 1. Họ liên tục thay nhau kéo với mỗi lượt kéo khoảng 20 giây. Nhưng huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt cũng không ngồi yên. Cú nhấn bàn đạp của Igor Frolov nhập vào top đầu như một màn trả đũa, buộc hai ekip của An Giang phải vào thế bọc xích kéo bắt top. Ở phía sau chúng ta vẫn đang thấy làm việc rất tích cực từ phía tập đoàn Lộc Trời An Giang. Với việc Igor Frolov góp mặt ở trong nhóm mới đầu thì các vận động viên đang nỗ lực tạo ra tốc độ rất cao ngay ở top đầu. Chúng ta đang thấy thì đây là ekip của Dược Domesco Đồng Tháp vừa rồi cũng đã tham gia vào cuộc lôi kéo ở top sau để bắt kịp với nhóm mới đầu. Như chúng ta cũng được biết thì Dược Domesco Đồng Tháp đang có sở hữu Louis Desiac. Đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy ở top sau đã bắt kịp với nhóm vận động viên đang đi đầu. Do An Giang thì hôm nay không có chủ động từ đầu để bảo vệ áo vàng, cho nên là bắt đầu đánh mở thì sẽ có những cơ hội cho tất cả các vận động viên có mạnh đều có thể bước top ra đi, thì Ego dựa vào đó. Trong thế trận tấn công cởi mở giữa An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể Đồng Tháp tự nhiên được vào thế ngư ông đắc lợi,
tràn lên triển khai mũi tên nước rút ở 10 km cuối. Trịnh Đức Tâm cùng các đồng đội cũng rất nhạy bén chiến thuật, không giữ mũi tên song song mà chủ động lùi lại, chờ thời điểm thích hợp mới bùng sức. Những mũi tên nào sẽ túa ra tấn công? Như vậy là đang có một vòng vận động viên của hạt gạo Lộc Trường Giang. Còn 2 km nữa mà thôi. 7 máy kéo của Dương Đô Bích Cô Đồng Tháp vẫn đang kiên cố. Một tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long đang thoát ra tấn công bên phía cánh phải. Đây là thời điểm mà Dương Đô Bích Cô Đồng Tháp sẽ tạo nên tốc độ rất cao. Còn hơn 1 km nữa mà thôi. Có lẽ là Nguyễn Minh Thiện, Võ Thanh An đang là những người tấn công. Và như vậy là tập đoàn Lộc Trường Giang đã bắt đầu tiến lên phía trên. 500m cuối cùng, Trần Nguyễn Minh Trí cũng đã vừa tổ chức và tạo nên tốc độ rất cao. Đây là thời điểm mà các máy kéo sẽ tách sang một bên để những chân rút chủ lực của họ tung nước rút mạnh mẽ nhất. Hãy để ý đến chiếc áo xanh, Trần Tuấn Kiệt đã bắt đầu tung nước rút. Cả Roman Makin, Lê Nguyệt Minh, Phan Hoàng Thái, Trần Nguyễn Minh Trí. Trần Tuấn Kiệt đã ra chân, Roman Makin liều bản vào phía sau. Quang Văn Cường cũng vậy, Trần Tuấn Kiệt đang là người có lợi thế nhiều nhất. Như vậy là chiến thắng chặng thứ 2 liên tiếp dành cho tập thể Đồng Tháp và cá nhân Trần Tuấn Kiệt. Dù hứng chịu những đợt tấn công liên tục, nhưng nhờ giữ được thể lực trong suốt chặng 8, cùng sự tỉnh táo của các tay đua, không một mắt xích nào của Đồng Tháp bị gãy, đưa Trần Tuấn Kiệt vào vị trí thuận lợi. Tay đua 22 tuổi biến những chân rút còn lại thành khán giả cho màn ăn mừng cú đúp thắng chặng của mình. An Giang cứ nghĩ là Đồng Tháp không đủ khả năng từ trong 6 km từ quẹo ngã tư sân bay về đây. Nhưng mà Đồng Tháp đã có chuẩn bị trước. Đó, cho nên là tất cả trong cái đội 1 của đội Đồng Tháp đưa vô rất là hay. Đặc biệt là Đồng Tháp có lợi ích hỗ trợ cái nước dài cho Tuấn Kiệt. Đây là cái lợi thế trong cái đoạn đua của dự đội Đồng Tháp. Nó vàng thì nói chung là nó tới tay thì của em cũng sẽ giữ, thì cũng giữ được tới đâu thì hay tới đó. Nhưng quan trọng nhất là sẽ vào những cái chặng đèo bên trong kia nữa. Thì tập trung mới đánh áo chiếc áo xanh trước. Tiên là mục tiêu của đội sẽ đánh áo xanh. Ở kiếp Hồ Chí Minh làm mà chưa có thể là không lại, nên là để cho Đồng Tháp và An Giang chủ động làm tốc độ thì để mình dựa vào đó rút. Dù chưa thể đoạt áo xanh từ tay Quang Văn Cường với cách biệt còn một điểm, nhưng Trần Tuấn Kiệt đã thể hiện tham vọng trở thành vua nước rút ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trong khi đó, cục diện áo vàng vẫn còn nhiều ẩn số. Có lẽ phải đợi đến chặng leo đèo Hải Vân, sau khi các chân đèo thăm dò thực lực của nhau, các ẩn số sẽ phần nào được giải mã. Vâng, thưa quý vị, cuộc chiến áo xanh vào lúc này đang diễn ra hết sức nóng bỏng giữa các đội đua với những màn tranh tài nước rút cực kỳ kịch tính ở vạch đích đến. Thế nhưng từ cuộc chiến áo xanh thì đó cũng đang đặt ra rất nhiều những câu hỏi, những nghi vấn ở cuộc chiến áo vàng. Liệu rằng các đội đua mạnh với những tham vọng lớn đang tính toán điều gì? Chúng ta vẫn còn phải chờ đợi những chặng đua phía trước, vì chúng ta cũng chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022. Và chúng ta cũng sẽ đi tìm câu trả lời trong những chương trình tiếp theo của Vua Nước Rút. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Sau 1/3 chặng đường, các tay đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng sẽ có một ngày nghỉ tại thành phố Vinh xinh đẹp. Đây là dịp chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý sau 8 chặng đua đã qua. Những nhân vật nổi bật nhất cũng sẽ xuất hiện, chia sẻ những điều thú vị. Hãy đón xem chương trình Ấn tượng cúp truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao.